Sâu ơi, bố có cái này hay cực này. Cái gì, cái gì? Đây, đố con biết là cái gì? Một chiếc loa thần kỳ. Một chiếc loa thần kỳ đúng không? Chính xác rồi, đây là cái chính là chiếc loa thần kỳ mà bố hay nói với con đấy. Bây giờ loa thần kỳ JBL. Con muốn mở ra xem không? Có, con xem, con mở xem. Nào, con tránh ra. Rồi đây chính là chiếc loa JBL. Chiếc loa thần kỳ đây. Mở ra xem nào, thế nào nào. Đẹp không? Đây. Rồi tuyệt vời, quá là đẹp luôn. Để xem được trong này còn gì nữa nhá. Một cái mic kìa. Wow, một cái mic, con cầm này. Alo. Chưa alo được đâu. Phải sao cơ. Đây, một mic nữa này. Và rất nhiều bộ phụ kiện dây sạc. Đúng rồi, một bộ phụ kiện dây sạc của nó. Rồi bây giờ bố con mình thử test xem là chiếc loa này hoạt động như nào nhá. Vâng ạ. Đây, bố bật lên này. Đấy, bật lên này, bắt Bluetooth vào điện thoại của bố này. Và bây giờ đã có kết nối với chiếc micro này rồi. Mình hát bài Mẹ là siêu nhân. Bắt đầu. Hát xong là bảy giờ hơn. Học bài một tí là cơn ngủ vui. Đi chơi với mẹ cực vui. Con cười thích mắt mẹ vui là mẹ cười. Mai sau khôn lớn lên người và con yêu mẹ gấp 10 lần hơn. Sinh thành nuôi lớn tâm hơn và người gian khó. Cắm đàn vào nha, cắm guitar vào xem thế nào nha. Con hát bài bố ơi cuộc sống sao mà bắt đầu. Bố ơi sao lại u bu đi tu. Bố ơi sao lại như cướp này. Tại sao ông mà trôi về chỗ tràn. Bố ơi sao lại như thế này. Tại sao con lại được sinh ra đời. Ngoài kia biết bao nhiêu điều bất ngờ mà có chẳng thể biết được lý do vì sao lại như thế. Nào hãy lên xe đi cùng bố nào và sống mãi để sắc màu. Let's go, bố có mình cùng trả lời. Yay, yay, phơi. Mình cùng nhau đi khám phá. Thế giới có biết bao nhiêu điều kỳ lạ. Ngày hôm nay là chúng ta có buổi gặp mặt nhỏ nhỏ. Đấy là bố con sâu sẽ rất là muốn cảm ơn tất cả mọi người đã trong thời gian qua đã hỗ trợ cho hai bố con để cái kênh bố con sâu đến thời điểm hiện tại được hơn 250.000 follower. Và để bắt đầu cái buổi tiệc này thì chắc anh em mình bắt đầu một tí âm nhạc nhỉ. Ok. Hôm nay mình mới mang đến một chiếc loa, gọi là loa JBL. Đấy, một chiếc loa để anh em là trong những cái buổi nhậu nhỏ nhỏ như này là anh em mình chúng ta để sử dụng để chơi nhạc. Đấy, bây giờ đầu tiên là mình sẽ mở một cái bài hát của bố sâu nhá. Con số đang đợi bố con ta. Ôi cuộc sống sắc màu. Đây, anh giới thiệu với cả các chú một con loa như này để mà anh em đi họp ngoài trời, nhóm nhỏ này cực kỳ tiện luôn, yêu luôn. Đây, cho với anh em mình chơi nhạc nha. Đây có lỗ cắm mic này. Có luôn, có lỗ cắm mic. Lỗ cắm guitar này, thậm chí anh em có thể chơi hai guitar vào đây cùng một lúc. Sau đấy là có hai con mic. Nhưng mà pin bền không anh? Có pin quá bền luôn. Trông rất là xịn sò, nhưng mà có hai quai này cầm rất là nhẹ. Đây bên này thì có chỉnh bass này, chỉnh âm thanh của cả chỉnh luôn trên này tiện cả guitar, nó giống hệt như một con am của anh em ngày xưa. Đấy, thế cũng cần bằng tiếng ấy. Đấy, thế mang em chỉnh cho. Một con am của mình ngày xưa nó cũng như này, cắm vào. Bây giờ nó là một cái loại mà có thể kết nối Bluetooth
bật nhạc trên điện thoại, chơi nhạc trực tiếp được luôn. Đây, mời chú. Đây, Tuấn Anh. Đây, em bút, bút nhé. Đấy. Dày bát mà. Dày bát hơn. Đó. Đó. Anh thích cái ôm ràng sau lưng. Đây, cho anh đi. Sau này có quả. Có ra. Ôm ra trông chắc chắn. Chắc chắn hết. Xịn đấy. Ờ đây anh ơi, đây có cả để USB này với cả bên này là cổng sạc đúng không anh Đức? Ờ đúng rồi, đây cổng sạc này, cái nối USB này. Em thấy là có 3 phần nhé, âm thanh thì nó có 3 phần. Low, mid và high. Low thì con này khá là ấm, rất là ấm. Mid thì khá là rõ, để rõ ra được cái giọng của người hát ấy. High là cái giải sáng thì nó khá là tốt. Thì con này rất là tiện, em có thể vừa tập guitar ở nhà mà vừa mang đi chơi với bạn bè được, và cực kỳ tiện. Sẽ là bài hát mang tên 3-4.0. Bà ơi bà, con yêu bà lắm. Dù tóc bà không trắng như là mây, tóc bà nhuộm nâu này, tóc bà đàn xoăn này. Và con nắm bàn tay bà, rồi con nói hỏi, con yêu bà. Bà dùng smartphone, không cần cách con cái tăng đi nữa. Con yêu bà, con yêu bà, con yêu bà. Bố kể với con chuyện ngày xưa, khi mà bố đang còn bé. Bà chẳng quản ngại nắng mưa, bố học quên luôn tuổi trẻ. Bà bán hàng vỉa hè, thức khuya rồi dậy sớm. Đối với những người chơi nhạc giống như em thì con loa Bluetooth của JBL như thế này thì không có gì để chê cả.